không có vợ sẽ phát tài, đơn thân một mình sẽ tự do, không có vợ thì sẽ giàu to, vẫn may ập đến ta sẽ giàu lên. Nè, tôi một thân một mình sợ gì, anh á làm như là anh á lão quỷ thì không có bà vợ quản thúc, bây giờ tôi không chơi với anh nữa, anh về trình diện luôn đi. Rồi rồi, không có vợ sẽ phát tài, đơn thân một mình sẽ tự do, không có vợ sẽ giàu tài, đơn thân một mình sẽ giàu to. Ngừng xe, sao vậy? Ngừng xe giùm đi. Cũng được. Giang, chuyện gì vậy? Tôi muốn dạo một lát. Mọi người về trước đi. Có cần tụi tôi đi với sếp không? Đúng đó. Không cần đâu. Ngày mai gặp. Vậy thôi được. Sếp nhé, cẩn thận nha. Bye bye. Bye bye sếp nha. Bye anh không nằm mơ chứ? Để em nhéo coi anh có đau không nha. Ui da. Đau tức là cũng phải được, sợ quá. Không phải là anh đứt cuốn hay sao hả? Muốn, rất muốn nữa kìa, rõ ràng muốn quỳ lụy. Nhưng mà anh không hiểu, bao nhiêu người đeo đuổi em, sao em không chịu họ lại nhất quyết chọn anh? Đúng rồi, em cũng không hiểu đó. Nè, xét về gia tài á, anh không già bằng người ta. Xét về tướng tá, anh không đẹp trai bằng người ta. Nhưng mà gì, trong số mấy bạn trai của em á, anh là người đối với em dịu dàng nhất, tốt nhất, thương em nhất, cho nên em mới chọn anh. Anh khùng à. Hãy hứa với anh, từ nay đừng rời xa anh. Sao em lại rời xa anh chứ? Sợ quá. Mày Tôi vô dụng. Giang, xin Giang, thật ra lúc nãy tôi thấy anh cũng vui. Con người anh đâu phải như vậy. Luôn cả cô mà tôi gạt không được. Tôi hỏi tôi có phải vô dụng không? Xin Giang, lúc tôi còn nhỏ thì ba tôi đã qua đời. Má tôi tay nuôi tôi. Lúc nhỏ tôi học cũng không có tồn, lại biết lấy lòng người khác. Đêm vừa học xong thi vào PPRP, làm rất có thứ. Nên từ nhỏ tới lớn tôi đều cảm thấy mình giỏi lắm. Mây thì rất đẹp. Đàn ông nào có người bạn gái như cổ thì rất hạnh diện. Nên tôi tìm đủ mọi cách, cùng với các luật sư bên cạnh, các bác sĩ và bạn trai bắt tay với nhau. Rốt cuộc May đã chọn tôi. Thử hỏi tôi có vui không? Trong lòng tôi nghĩ, chỉ cần tôi tốt với May, cho cổ những cái tốt nhất, tôi sẽ cùng với cổ trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà trên thực tế, tôi đang tự lừa dối mình. Thực chất người mà cổ yêu không phải là tôi. Cổ chỉ muốn tìm một người có thể dỗ ngọt cổ, có thể thương cổ, đối với cổ nhất mực luôn chiều. Nhưng hễ đến khi tôi làm những chuyện không đúng với ý muốn của cổ, cổ sẽ có thể lập tức trở về với những bạn trai giàu có của cổ.
một người đàn bà mà tôi giữ không được. Thứ hỏi tôi có thất bại không? Anh vẫn không thể quên được. Tôi không biết. Thực tình tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy mình vô dụng lắm. Có phải tôi tệ hại như vậy không? Không đáng để cổ lưu luyến. Tôi đã cố gắng làm tốt rồi, cũng không thể nào giữ cổ. Tôi đúng là thằng ngốc. Tôi đúng là thằng ngốc mà. Xin Giang đừng vậy mà. Cuộc đời bao nhiêu chuyện không vui lúc nào cũng có cả. Đôi khi mình không thể kiềm chế được. Anh biết không, tôi là một trẻ mồ côi. Vừa chào đời cha mẹ đã bỏ tôi. Tôi cũng biết có phải tại mình kém cỏi, không đáng để cho họ lưu luyến không. Cho nên tôi tự nói với mình, ngày mai sẽ tốt hơn. Tôi đã cố học hành, giành lấy công việc mà mình yêu thích, nuôi được bản thân mình, lại có thể giúp người ta. Bây giờ tôi sống rất vui vẻ. Đời người phải đi một con đường rất dài, những chuyện không vui thông suốt rồi sẽ không sao đâu mà. Tôi làm được thì anh nhất định cũng làm được. Nè, tạo thêm niềm tin cho mình đi. Tôi có niềm tin. Không lẽ một gã đàn ông như tôi lại thua cố sao? Yên tâm, năm mai tôi sẽ không sao. Nhớ nghe, cô đã thấy rồi đó, cô sắp đám cưới rồi, đừng có thất bại giống như tôi. Được rồi, nhất định tôi sẽ cố gắng. Anh cũng vậy, nhớ đó, ngày mai sẽ tốt hơn. Nè, về nhà ngủ sớm đi. Sorry này nhìn cũng sang trọng quý phái lắm ha. Phải, có Âu Dương mặc áo cưới của chúng tôi đẹp lắm đó. Nhưng sao phần thân bó quá vậy? Phải, không bó lắm đâu, eo của cổ rất nhỏ, mặc vào là vừa khít à. Còn nói vừa khít nữa, có chừng bó đau đứa nhỏ trong bụng đó. Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào vậy? Cháu còn sợ gì nữa, trước sau gì mọi người cũng biết mà. Cháu không lo cho mình cũng phải lo cho đứa nhỏ chứ. Bác à, cháu không hiểu bác đang nói gì nữa. Hay, cô cần gì sợ mắc cỡ như vậy? Chúng tôi đã biết cô có thai rồi mà. Làm gì có phải biết cân nhắc, cái thai quan trọng lắm, có phải kỹ một chút mới được chứ. Bác à, cháu nghĩ bác đã hiểu lầm rồi, thực chất cháu không hề có thai. Hả? Cái gì? Không có thai? Sao lại như vậy chứ? Chuyện gì vậy? Eric à, rõ ràng cô nói với má cô có thai rồi mà. Anh nói với bác là em đang mang thai à? Dĩ nhiên rồi, nếu không tụi tôi cần gì tốt với cô chứ. Tụi tôi bỏ công qua đây là vì không muốn cô động đến cái thai. Thì ra cô gạt tụi tôi. Dì hai à, chị đừng nói vậy mà. Ban đầu em đã nói cổ là con mồ côi, chẳng biết sinh đẻ gì hết mà. Eric à, từ đầu má đã nói cổ không phải là con nhà quyền quý, không xứng với gia đình chúng ta rồi. Nhưng con nói cổ đã mang thai, má mới không muốn làm khó dễ đồng ý cuộc hôn nhân này. Bây giờ cổ đã lừa dối má, giá nào mà cũng không cho cổ vô nhà đâu. Mickey, Eric. Nè, đuổi theo làm gì, nó có thai gì đâu. Mickey. Mickey, em nghe anh giải thích đi. Cần nói nữa. Anh làm vậy để mọi người chấp nhận em thôi. Cứ là chuyện của hai người, tại sao anh phải nói dối gạt gia đình anh chứ? Biết khi à, đây chỉ là kế tạm thời thôi. Chúng ta đám cưới sau khi em vào gia đình của anh, từ đầu họ sẽ chấp nhận em mà. Biết khi, em hãy đáng chịu đi. Chúng ta đám cưới sau rồi hãy tính. Em không muốn ép buộc ai hết. Chuyện đám cưới, mày muốn tính đi. Không để được đâu, lâu quá sẽ không được chia gia tài. Chia gia tài cái gì? Tới giờ phút này, anh không muốn giấu em được. Gần đây sức khỏe của ba anh rất yếu, ba rất muốn ẩm cháu. Bà nói nếu hai anh em có người làm cưới vợ trước sẽ được tiền thưởng, còn nữa sẽ được chia cổ phần ở tập đoàn Liêu Thị. Bây giờ chúng ta bao đám cưới đi, xin con đi. Thì đang cưới tôi là vì lấy tiền thưởng, chia cổ phần à? Cũng không thể nói vậy được. Dù sao chúng ta cũng đám cưới, tại sao không dứt cửa lưỡng tiện chứ? Eric, lâu nay anh đâu có tham tiền của gia đình anh. Lúc trước sức khỏe của ba còn mạnh, quản lý hết công việc không cho ai, tụi anh không ai dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ là cơ hội, anh không thể bỏ lỡ được. Bây giờ lúc trước em nói rất muốn có gia đình có con để bồng mà. Nè, em hãy ráng sanh thật nhiều, chúng ta sẽ được kiếm nhiều tiền hơn. Tôi muốn sinh con là hy vọng đứa con có thể khỏe mạnh, vui vẻ để sinh sống, chứ không phải đi làm bánh lái đâu. Anh làm tôi quá thất vọng. Từ nay tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Mickey, em hãy suy nghĩ lại đi.